Xin chào mọi người nha. Vậy là chúng ta sẽ đã có mặt ở đây và hẹn gặp nhau trong video thứ tư này rồi. Trong video này thì Hiệp sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách thứ hai mà mình có thể bán mà thu hút được các khách hàng lạ nhé, chính là fanpage. Đấy, thì hôm trước như video trước thì không biết là mọi người đã thực hiện cái cách mà Hiệp đã chia sẻ để xây dựng một cái trang cá nhân Facebook cá nhân uy tín chưa nhỉ? Và hôm nay thì tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mình xây dựng được một cái fanpage mà có thể thu hút được rất là nhiều khách hàng tiềm năng và có thể có những cái đơn hàng đầu tiên từ khách hàng lạ nhé. Đấy, ngay bản thân Hiệp thì ban đầu trước đây khi mà Hiệp tập trung bán lẻ ấy thì 80% doanh thu từ từ bán lẻ của Hiệp là từ fanpage. Đấy, thì hôm nay Hiệp rất là tâm huyết khi mà làm cái video này nhé. Thì ban đầu ấy, khi mà mọi người mới nhập hàng về nhá, thì mọi người song song với cái việc mà mình xây dựng một cái trang cá nhân Facebook cá nhân uy tín ấy, thì là mình phải xây dựng một cái fanpage uy tín đấy để mình bán song song cả hai ấy. Ban đầu thì mình sẽ có những cái khách hàng quen, bạn bè người thân mua ủng hộ từ Facebook cá nhân đấy. Thì cái fanpage nó có một cái hay là như thế này. Khi mà cái sản phẩm mà mình bán là sản phẩm có thương hiệu, ví dụ nhá, là sản phẩm của mình bán là sản phẩm Phụ Khang Họ Nguyễn nhá, đã có thương hiệu trong cái lĩnh vực là chữa các cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa cho phụ nữ, thì khi mà mọi người tìm kiếm đến tên cái sản phẩm này ở trên Facebook, thì nếu như cái Facebook của bạn mà chất lượng thì Facebook nó sẽ quét và nó sẽ đề xuất lên lên top cho để đề xuất cho khách hàng. Đấy, thì khi mà mình được giới thiệu lên top thì cái cơ hội mà mình tiếp cận được với khách hàng tiềm năng rất là cao, đúng không nào? Khi mà khách hàng đã tìm kiếm cái sản phẩm của mình ở trên Facebook thì mình đã có 80% cái cơ hội là chốt được đơn hàng rồi, và cái gần như khách hàng đã có nhu cầu rồi mà, thì cái cơ hội chốt đơn hàng rất là cao, phải không nào? Đấy, thì cái việc xây dựng một cái fanpage, cái fanpage uy tín là rất là quan trọng. Thì một cái fanpage uy tín thì nó là như thế nào? Nó là như thế này. Thì Facebook nó đánh giá một cái fanpage uy tín ấy là một cái fanpage mà được nhiều người đề xuất, tức là nhiều người đề xuất là đánh giá 5 sao. Đấy, rồi nhiều lượt like, nhiều lượt comment tương tác với bài viết. Đấy, một cái fanpage mà được nhiều người like, người comment thì nó sẽ được Facebook nó giới thiệu tới mọi người nhiều hơn, nó được đề xuất nhiều hơn. Đấy, ví dụ như thế, hoặc là các cái bài viết chẳng hạn, bài viết trên fanpage mà bài viết mà có nhiều lượt like, nhiều lượt comment, hoặc là tạo các cái chuỗi hội thoại trong từng comment, thì các cái bài viết đấy sẽ được tiếp cận rất là nhiều khách hàng tiềm năng. Đấy, nên đây rất là hay, đúng không nào? Trong đối với fanpage mà mình xây dựng được một fanpage uy tín thì rất là hay, là nó tiếp cận được cái khách hàng lạ. Đấy, thì cái điều đầu tiên là mình cần phải xây dựng, mình phải tạo 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 được cái fanpage nhá. Mình tạo fanpage là ví dụ như đối với sản phẩm Phụ Khoa Họ Nguyễn thì Hiệp sẽ tạo fanpage là sản phẩm y tế và sức khỏe nhá. Đấy, hoặc là có nhiều mẫu, ví dụ mình chọn chọn là doanh nghiệp địa phương, hoặc hoặc là nhưng mà đối với sản phẩm thuốc Phụ Khoa thì Hiệp chọn là dịch vụ là y tế và sức khỏe. Đấy, thì cái tên của fanpage ấy mình nên đặt là nó kèm kèm cùng với thương hiệu sản phẩm và cái công dụng mà được viết tắt nhất đối với sản phẩm, để khi mà khách hàng tìm kiếm thì nó sẽ ra luôn cái sản phẩm của mình. Đấy, đó là cái cách mà tìm đến khách hàng nhanh nhất, khách hàng tìm đến được cái sản phẩm nhanh nhất. Đấy, thứ nhất là về xây dựng cái tên nhé. Đấy, thì mình sau khi mà xây dựng cái tên fanpage ấy, thì mình cần phải bổ sung thêm các cái thông tin như là email, số điện thoại này, hay là các cái đường link rút gọn. Khi mà Facebook được hoạt động được khoảng tầm nửa tháng ấy thì mình mới đổi được cái đường link nhá. Rút gọn thì để mà ví dụ như nó bình thường nó là một chuỗi rất là dài, một đường link rất là dài thì mới dẫn đến fanpage, thì mình cần rút gọn cái đường link đấy. Ví dụ như là Hiệp rút gọn là phụ khoa họ Nguyễn .com, ví dụ thế, đường link thì hay là phụ khoa họ Nguyễn .hiệp 93. Này, Hiệp đang để nó ngắn như vậy để mà khi mà khách hàng tìm đến thì mình copy đường link hay là làm bất cứ điều gì ấy thì nó sẽ rất là dễ hơn.
tránh cái đường link có gửi cho khách hàng nó rất là dài lòng ngoằng đúng không nào, ngay bản thân mình nhìn thấy rối mắt rồi nữa chứ đừng nói khách hàng đúng không nào. Đấy, mình cần phải xây dựng mọi cái nó rất là ngắn gọn xúc tích đấy. Thì cái đấy là mình xây dựng cái cơ bản nhá, đối với fanpage nhá. Bây giờ là xây dựng cái fanpage uy tín này đấy, thì mình cần phải tăng tăng cái lượt năm tăng cái lượt mà đánh giá 5 sao này, thứ hai là tăng like tăng comment cho fanpage đấy. Thì có hai cái cách mà mình tăng tăng cái lượt lượt, lượt like lượt lượt comment cho fanpage nhé. Lượt lượt like đi, lượt like trước nhé, lượt like lượt shop ấy, lượt theo dõi đấy, thì bằng cách là mình mời trong cái fanpage nó có cái chỗ là mời bạn bè, mình kích vào đấy, mời bạn bè rồi sau mình kích vào chọn tất cả, sau mình mời cả một list bạn bè luôn. Ví dụ như là Hiệp có 5.000 bạn bè chẳng hạn, thì Hiệp sẽ tích chọn vào đấy, những ai mình chưa mời sẽ tích chọn vào đấy, những bạn chưa mời thì Hiệp sẽ mời trong 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 fanpage đấy, để mời để thích fanpage đấy. Thì nó cũng là một cái cách rất là tốt để tăng cái lượt like cho fanpage. Cái cách thứ hai ấy, là mình tham gia vào cái hội trao đổi tăng like fanpage nhé. Đấy thì khi mình có thể là vào đấy mình like page cho người ta trước, sau rồi mình để lại link page của mình và người ta sẽ trả like cho mình, hoặc là mình đăng cái đường link page của mình vào cái nhóm trao đổi tăng like fanpage, thì mình để vào đường link page của mình lên đấy, thì mình thông báo là trao đổi like chẳng hạn, thì mọi người sẽ vào comment like bài mình trước, like page mình trước, sau rồi đấy mọi người để lại link và mình lại like trả lại. À, đấy, thì đối với cái cách này mình một ngày thì mình nên tăng khoảng tầm 50-100 like thôi, không là tăng nhiều quá là bị Facebook chặn đấy ạ. Đấy, thì với hai cái cách đấy thì trong khoảng tầm 1 tháng ấy, 1 tháng bạn làm đều đặn như thế thì bạn sẽ có được khoảng 2-3 nghìn like. Đấy, rất là tốt rồi đúng không nào? Mình, đấy hoàn toàn là like thật, không phải là mình đi mua like, like ảo nhá. Đấy, thì mình nên chịu khó like như vậy. Và Hiệp trước đây cũng vậy, Hiệp cũng trong tầm khoảng hơn 1 tháng thì đợt đấy thì Hiệp cũng like tay thôi, cũng không có sử dụng like ảo, thì Hiệp like lên bên lên lên 1.800 gần 2.000 trong 1 tháng đấy. Đấy thì cái cách rất là tốt để mình tạo được một cái fanpage uy tín. Và hàng ngày thì mình đăng bài viết, mình đăng bài viết khi mà mình tạo được cái uy tín là bằng cách tăng, ngoài cái việc tăng like thì mình cần phải tăng thêm cả cái đề xuất là cái 5 sao ấy, là nhờ bạn bè người thân hoặc là những người trong hệ thống này, hoặc là trao đổi trong hội tăng like, nó cũng tăng cái chỗ đề xuất ấy. Thì mình cần phải tăng cái chỗ mà đánh giá thì Facebook nó mới đánh giá là cái fanpage nó uy tín được đấy. Thì các cái bài đăng của mình ở trong fanpage ấy thì mình cần đăng, mình chọn nên chọn ra một cái bài đăng chất lượng là mà nó giải quyết được triệt để vấn đề của khách hàng, nó nêu bật lên được cái công dụng của sản phẩm đấy. Thì mình ghim lên đầu 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 trang nhá, mình ghim lên đầu trang và cùng với các cách đấy thì mình để cha mình tăng like và tăng comment cho bài viết đấy hàng ngày. Đấy là một khi mà bất kỳ một khách hàng nào mà tích chọn và fanpage và họ cái đầu tiên là họ đập đập vào mắt họ ấy là cái bài đăng đầu tiên đúng không nào. Thì một bài đăng nó rất là nhiều comment, nhiều share và nó hoạt động liên tục như vậy thì nó đã tạo được cái uy tín cho khách hàng rất là nhiều đấy, so với các cái nó đã đánh bật được cái fanpage khác rồi đúng không nào. Đấy, thì hôm nay Hiệp đã chia sẻ cho mọi người cái cách để mà mình tạo được cái fanpage uy tín. Và đấy, khi mà các bạn thực hiện tốt những cái bước mà Hiệp nói ấy, thì chắc chắn là chỉ trong khoảng tầm 1-2 tuần là các bạn có những cái đơn hàng đầu tiên. Với cái điều kiện là cái sản phẩm của bạn bán nhé, nó phải là sản phẩm chất lượng. Mình trước khi mình kinh doanh cái sản phẩm gì mình phải chọn một sản phẩm chất lượng đúng không nào. Thì cái cơ hội mình bán trên fanpage nó rất là cao, bởi vì khách hàng chỉ cần tìm kiếm cái sản phẩm và Facebook sẽ ưu tiên là nó quét khoảng 3 dòng đầu tiên. Nếu mà Facebook của mình uy tín thì nó sẽ được giới thiệu lên top đầu và cái cơ hội của mình tiếp tiếp cận được với khách hàng rất là cao. Và Hiệp cũng bật mí đây là bán hàng trên fanpage của Hiệp ấy nó chiếm 80% doanh thu bán lẻ của Hiệp. Đấy, nên hy vọng là sau cái video này các bạn sẽ thực hành những cái kiến thức mà Hiệp chia sẻ, và chúc các bạn có những cái đơn hàng từ khách lạ đầu tiên nha. Đấy, thì nếu như trong cái quá trình mà mình thực hiện thì có gì khó khăn thì cứ cứ gọi cho Hiệp theo số điện thoại Hiệp có theo link Facebook mà Hiệp đang để bên dưới nhé. Facebook là Hiệp Nguyễn và đường link thì Hiệp đang để dưới bên dưới
video này nhé. Đấy, hoặc là gọi cho Hiệp theo số là 036 765 2163. Đây là số Zalo của Hiệp nhé. Thì Hiệp rất là sẵn lòng để chia sẻ cho mọi người, để giúp mọi người có những cái đơn hàng đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.